Xin chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải đề thi toán học kỳ 2 lớp 11 của trường phổ thông Năng Khiếu năm học 2019-2020. Trên màn hình của các em, đây là đề thi. Đề bao gồm 6 câu, 5 câu đại và một câu hình học. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em giải 5 câu đầu tiên. Đến với câu đầu tiên là tính giới hạn của hàm số. Câu A. Giới hạn của fx khi x tiến tới dương vô cùng. Giới hạn của căn 4x bình cộng cho 5x trừ 2x. Khi thay dương vô cùng và biểu thức căn 4x bình cộng 5x trừ 2x thì ta thấy xuất hiện lượng vô cùng trừ vô cùng. Đây chính là dạng vô định thì ta tiến hành nhân liên hợp. Ta thấy thì ta nhân tử và mẫu cho cái lượng căn của 4x bình cộng 5x cộng 2x. Thì trên tử ta sẽ được đó là 4x bình cộng 5x trừ cho 2x tất cả bình. Rút gọn còn 5x với mẫu nhân với căn của 4x bình cộng 5x cộng cho 2x. Dưới mẫu ta tiến hành rút x trong x mũ 2 trong căn. Rút x mũ 2 ra ngoài căn bậc 2 thì ta được trị tuyệt đối của x nhân với căn của 4 cộng 5 phần x. Rồi nhưng trong trường hợp này x tiến tới vô cùng là x lớn hơn 0 cho nên ta có thể bỏ trị. Còn x nhân căn 4 cộng 5 phần x cộng cho 2x. Tiếp đến ta tiến hành chia tử và mẫu cho x. Thì được đó là 5 phần căn của 4 cộng 5 phần x tập cộng 2. Đến lúc này thì liên của x tiến tới vô cùng khi của 5 phần x nó sẽ bằng 0. Kết quả ta thu được nó chính là 5 phần căn 4 cộng 2 chính là 5 phần 4. Vậy là xong câu A. Tiếp tục đến với câu B thì mình làm như thế nào đây? Đây là giới hạn tại một điểm, là liên của x tiến tới 2 của biểu thức căn x bình cộng 5 trừ 3 x trừ 2. Thì khi thay x bằng 2 vào tử và mẫu, ta xuất hiện dạng là 0 chia 0. Đây là dạng vô định. Thì tương tự ta cũng sẽ nhân liên hợp của biểu thức trên căn, biểu thức chứa căn trên tử. Tiến tới 2. Nhân cả tử và mẫu cho căn của x bình cộng 5 cộng 3 thì trên tử ta gọn được nó chính là x bình trừ 4. Phân tích tử thành nhân tử ta được nó chính là x trừ 2 nhân với x cộng 2 chia cho x trừ 2 nhân với căn của x bình cộng 5. Ba. Đến lúc này ta thấy có lượng x trừ 2 chung, tiến hành rút gọn thì nó chính bằng lim x tiến tới 2 x cộng 2 trên căn x bình cộng 5 cộng cho 3. Thì đến lúc này ta thay 2 và biểu thức x cộng 2 chia căn x bình cộng 5 cộng 3 thì được nó chính là 2 cộng 2 chia căn 2 bình cộng 5 rồi cộng cho 3 thì ta được nó chính là ta được đó là 4 phần 6 là 2 phần 3. Vậy là cô đã giải xong câu 1. Câu thứ 2 liên quan đến kiến thức tính đạo hàm của các hàm số. Câu A thì nó dạng là 2x bình y bằng 2x bình cộng 3x trừ 9 chia cho x trừ 1. Thì nó chính là công thức đạo hàm dạng u trên v tất cả đạo hàm. Thì công thức của em nó sẽ là u phẩy v trừ cho v u nhân v phẩy chia cho v bình phương.
Thì áp dụng công thức ta được đó là y phải nó sẽ bằng 2x bình cộng 3x trừ 9 nhân với x trừ 1. Tiếp tục trừ cho u là 2x bình cộng 3x trừ 9 nhân v phải nó là x trừ 1 tất cả đạo hàm. Với mẫu đó về bình phương nó là x trừ 1 tất cả bình phương. Tiếp tục 2x bình cộng 3x trừ 9 đạo hàm ra được là 4x cộng 3 nhân với x trừ 1 là trừ cho 3x bình 2x bình cộng 3x trừ 9 x trừ 1 đạo hàm được 1. Với mẫu ta ghi lại là x trừ 1 tất cả bình phương. Tiếp tục rút gọn trên tử ta được rút gọn tử ta được đó là 2x bình trừ 4x cộng 6. Mẫu ghi lại nó chính là x trừ 1 tất cả bình phương. Đây là xong ý A. Tiếp theo ý B. B. Đầu tiên trước khi đạo hàm thì em phải biến đổi cái sin x cộng 2. Mẹ y nó sẽ bằng căn của 1 cộng 3x trừ x bình. Sin x cộng 2 thì nó chính là bằng cos x. Để tính y phải này nó sẽ có dạng là gì? Phía trước căn của đạo hàm của tổng là tổng các đạo hàm thì đạo hàm của căn 1 cộng 3x trừ x bình thì em sẽ áp dụng công thức đó là căn u tất cả đạo hàm thì nó sẽ bằng u phải chia cho 2 căn u. Thì định tử u phải nó chính là 1 cộng 3x trừ x bình tất cả đạo hàm chia cho 2 căn 1 cộng 3x trừ x bình. Rồi cos x đạo hàm. Cos x đạo hàm chính là bằng trừ sin x. Tổng biến đổi chỗ này được đó chính là trừ 2x cộng 3 để cho 2 căn của 1 cộng 3x trừ x bình trừ cho sin và ta đã tính xong câu số 2 về kiến thức tính đạo hàm của hàm số. Tiếp tục câu số 3 liên quan đến chứng minh phương trình này có ít nhất một nghiệm dương với mọi số thực m. Để chứng minh phương trình này có nghiệm dương với mọi số thực m thì ta sẽ dựa vào tính liên tục kiến thức về sự liên tục của hàm số. Đầu tiên sẽ đặt cô sẽ đặt fx bằng m bình cộng m cộng 1 với x bình cộng 2 x mũ 3 cho nên x mũ 3 cộng 2 x bình trừ 2. Thì đây là một hàm đa thức cho nên fx nó sẽ xác định và liên tục trên R. Hàm đa thức bậc 3. Tiếp tục ta có em sẽ tính f của hai giá trị đó là f0. Sẽ chọn hai giá trị a và b sao cho fa nhân fb mà bé hơn 0 thì cái hàm fx bằng 0 nó sẽ có ít nhất một nghiệm trong cái khoảng từ a đến b. Thì trong trường hợp này cô sẽ chọn hai giá trị a bằng 0 và b bằng 1. Thì khi thay f0
tính để tính F0 thì tôi hay không vào biểu thức Fx sẽ được F0 nó là trừ 2. Tiếp tục F1 thì thay vào ta được nó chính là M bình cộng M cộng 1. Rồi nó chính là M cộng cho 1 phần 2 tất cả bình phương cộng cho 3 phần 4. Thì rõ ràng thì F1 nó luôn lớn hơn 0 với ngoại M, với ngoại số thực M. Thì lúc này suy ra là F0 nhân với F1 của mình như thế nào? Nó luôn bé hơn 0 với ngoại M. Đúng chưa? Từ hai điều này, này là 1, này là 2. Thì từ 1 và 2 suy ra, thì từ 1 và 2 chúng ta có thể suy ra rằng là hàm số f, phương trình fx bằng 0 luôn có nghiệm thực fx bằng 0 luôn có nghiệm thực một khoảng từ 0 đến 1. Ít nhất một nghiệm nha, còn bao nhiêu nghiệm, mình nó có nghiệm còn bao nhiêu nghiệm thì chúng ta không thể kết luận được. Có nghiệm thực thuộc khoảng 0,1 thì 0,1 đó chính là nghiệm dương rồi, thì từ đó chúng ta vậy fx bằng 0 luôn có nghiệm dương với ngoại M. Vậy là để chứng minh xong câu 3. Tiếp tục đến với câu số 4. Đó là tìm A để hàm số fx này liên tục tại x0 bằng 1. Thì một hàm số fx mà liên tục tại x0 khi nào? Khi là fx0. Nó sẽ bằng liên của x khi x đến tới x0 của fx. Nào bây giờ ta sẽ tiến hành tính f1. F1 thì ta lấy biểu thức ở dưới nó chính là 2a cộng 1 cộng 3 nó chính là 2a cộng 4. Với x khác 1 thì hàm fx của em chính là hàm ở trên, nó chính là bằng 2x bình trừ 3x cộng 1 chia cho 2 nhân x trừ 1. Tiếp đến ta tính lim của fx khi x tiến tới 1 thì nó chính là bằng lim của 2x bình trừ 3x cộng 1 chia cho 2 nhân x trừ 1 khi x tiến tới 1. Rồi tiếp, bây giờ mình tính cái lim này. Ta thay x bằng 0 vào thì ta thấy nó xuất hiện là 0 trên 0. Ta tiến hành phân tích tử và nhân tử ta được nó chính là lim x tiến tới 1 của 2x trừ 1 nhân với x trừ 1 chia cho 2 nhân x trừ 1, rút gọn tử và mẫu cho x trừ 1 thì ta được là lim khi x tiến tới 1 của 2x trừ 1 phần 2 thì nó sẽ bằng 1 phần 2. Thì để hàm số liên tục tại x0 bằng 1 thì lúc này f1 em nó sẽ bằng lim của fx x tiến tới 1. Này ta thay vào f1 nó chính là 2a cộng 4 nó bằng 1 phần 2 tương đương. Tính xem a nó sẽ bằng trừ 7 phần 4. Chưa? Kết luận là vậy.
a bằng trừ 7 phần 4 thì hàm số liên tục và x0 bằng 1. Vậy là xong câu số 4. Tiếp tục đến với câu số 5. Người ta cho C có đồ thị là y bằng fx x mũ 3 trừ 7 cộng 2. Câu số 5 thì liên quan đến kiến thức về phương trình tiếp tuyến. Bây giờ ta sẽ nhắc cô sẽ nhắc lại về phương trình tiếp tuyến. Công thức của phương trình tiếp tuyến thì nó có dạng như thế nào? Tiếp tuyến của C tại x0 thì tiếp tuyến thì phải tiếp tuyến tại đâu? Nó sẽ là đường thẳng y bằng f phải x0 nhân x trừ x0 cho f(x0) và có thể ghi là y0. Đây là phương trình tiếp tuyến. Thay vào câu A, đầu tiên ta tính f phải x trước đã. F phải x nó sẽ là 3x bình trừ 3. Đến với câu A thì phương trình của tiếp tuyến của C tại điểm M là 24, điểm M của tọa độ là 24 thì ta đã có là x0 và y0 rồi này. Không bằng 2 nè, y0 bằng 4. Tiếp tục ta thay vào nó sẽ được là y nè bằng f phải của 2 nhân cho x trừ 2 cộng với 4. Này ta tính f phải 2, thay 2 vào thì nó chính là f phải 2 bằng 9. Được. Y nó sẽ bằng 9 nhân với x trừ 2 cộng 4. Này, đường là y nó sẽ bằng 9x trừ 14. Này, xong câu A khá là đơn giản. Tiếp tục đến với câu B. Yêu viết phương trình tiếp tuyến, biết tiếp tuyến này nó song song với đường thẳng D là y bằng 4x cộng 56, 24x cộng 56. Thì trong câu này người ta chưa cho tọa độ tiếp điểm, phải gọi điểm M có tọa độ là x0 ở 0 chính là tiếp điểm. Phương trình tiếp tuyến của C tại M có tọa độ 0 0 x0 x0 y0 của C tại điểm M đó chính là phương trình delta. Nó có dạng là y sẽ bằng f phải x0 x trừ x0 cộng y0. Việc của mình bây giờ nó sẽ là tìm tọa độ điểm tiếp điểm ra thì sẽ viết được phương trình tiếp tuyến. Đề người ta cho là gì? Phương tiếp tuyến song song với D. Để tiếp tuyến này, tuyến delta song song với D. D có phương trình là y bằng 24x cộng 56. Sẽ có hai điều. Hai đường thẳng mà song song với nhau thì hệ số góc của nó sẽ trùng nhau. Hệ số góc của delta nó là f phải x0. Và hệ số góc của D nó bằng 24.
Và để hai đường thẳng này không trùng nhau thì y không trừ cho f phẩy x không nhân với x không nó phải khác 56. Mà đặt cái này là một giải một là được. Mình f phẩy x không chính là 3 x không bình trừ 3 bằng 24, tương đương là x không nó sẽ bằng 3 cộng trừ 3 này sẽ hai trường hợp với x không bằng 3 thì suy ra y không sẽ bằng bao nhiêu đây? Y không sẽ bằng 20. Thì phương trình delta là y bằng 24 cho x trừ 3 cộng cho 20 thì ra là y bằng 24x. Trừ cho 52. Này, cái này nó thỏa mãn, nó không có trùng với D nên nhỏ. Tiếp tục. Thứ hai là với x0 bằng trừ 3 thì ta tính được y0. Đó chính là bằng trừ 16. Ra phương trình delta lúc này y bằng 24 x cộng 3 trừ 16 thì ra y nó sẽ bằng 24 x cộng 56. Cái này mình loại bởi vì sao? Người ta yêu cầu song song nhưng mà nó lại trùng với D thì điều này loại. Kết luận thì chỉ có nhận một đường thẳng y bằng 24 x trừ 56. Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là y bằng 24 x trừ 52. Vậy là chúng ta đã xong câu thứ năm, là câu cuối trong phần đại số. Chúng ta kết thúc video ở đây và các bạn xem video sau để xem cô giải về câu hình học câu 6 nhé.